Vừa rồi các bác đã nhìn thấy những cái đoạn video anh em mà tôi đã xây dựng một cái lán trại xong và xuôi. Hôm nay video clip này sẽ review một cái lán rất là mới, rất chi là đẹp, ở tại một cái địa điểm cũng khá là đẹp và phong thủy. Ngày lành giờ tốt thì gia chủ cũng đã bắt đầu triển khai cái quá trình đào móng. Anh em tôi đang có mặt tại huyện An, thị trấn An Lão của huyện An Lão của tỉnh Hải Phòng và bắt đầu một cái công trình mới. Thì mọi khi là toàn anh em chỉ là quay về quá trình làm nhà. Hôm nay là sẽ quay quá trình review lán để cho mọi người có thể chiêm ngưỡng một cái lán mới rất chi là đẹp. Đấy, quá trình mọi khi là review nhà đẹp, hôm nay sẽ là tất tần tật về một quá trình để xây dựng một cái lán. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Tối nay gia đình nhà em Hiếu vẫn là chủ trì nuôi cơm anh em bọn tôi. Hôm nay lán mới thì như các bạn nhìn thấy anh em bọn tôi vòn vẹn chỉ trong nửa buổi sáng. Ra buổi sáng này em bọn tôi đã hoàn thiện xong rồi. Tất cả khá chi là đẹp. Một cái lán một gian các bạn nhá. Nó gọi là một cái lán một gian. Một cái sự kết hợp hoàn hảo giữa công trình thật sự là vĩnh cửu. Một cái công trình nhà sàn vĩnh cửu hay là một cái công trình gì đó vĩnh cửu thì đòi hỏi ở chỗ nghỉ ngơi của người thợ nó cũng phải rất chi là phong thủy, rất chi là đẹp. Các bạn nhìn thấy có đẹp không? Đấy, ngắm ra cả thị trấn này. Đấy, khá là đẹp. Đây, một cái lán anh em tôi đã hoàn thiện khá là xong, có chỗ ăn, chỗ ngủ nghỉ. Đấy, có chỗ ăn, chỗ ngủ nghỉ và chỗ nấu nướng. Đây, chỗ này chỗ nấu nướng các bạn ơi. Đấy, đây. Chẳng biết là chị này vừa cầm giấy đi đâu về đây. Chỗ này là chỗ nấu nướng các bạn nhé. Có tủ lạnh đầy đủ. Đấy, tủ lạnh đây. Có nước đá gia đình vừa mua cho anh em bọn tôi. Đây, trong này ôi ôi có cả bia các bạn ơi. Tuyệt vời quá. Tẹo nữa trên sẽ review cho các bạn giải khát luôn một chút bia. Nhưng mà tí nữa sẽ ấy sau các bạn nhé. Đây, có bia đầy đủ này. Đấy, đây là chỗ này là chỗ nấu nướng. Đấy, chỗ này là các bạn ơi, đây là một cái bê tông nhẹ đấy. Đấy, ok. Và điều đặc biệt nhất, kính thưa quý vị, đây là một cái sản phẩm siêu đặc biệt. Một cái biệt thự chỉ có ở tại những công trường mới có các bạn nha. Xin giới thiệu mọi người, một cái nhà tắm lung linh con nhà bà Sinh. Đây, đây là bốc phốt một cái nhà tắm ở công trường các bạn nha. Đây, đấy, các bạn nhìn này, ok không? Đấy, bốc phốt một cái nhà tắm cực kỳ đẹp. Và đây, tét nước. Tét nước bây giờ anh em đang vừa công trình đào móng xong rồi các bạn nha. Bây giờ anh em đang chuẩn bị rắc móng lại để ngày mai anh em tôi bắt đầu tiến hành. Hôm nay review cho các bạn sơ bộ qua đi thôi. Đến khi nào công việc bắt đầu Chiến sẽ review kỹ nhiều hơn. Đấy, bây giờ ra công trường một chút các bạn nha. Đây là toàn bộ vật liệu tập kết. Khu vực này khá là rộng rồi các bạn nhìn. Xung quanh là nghĩa là cái thế mà tựa gọi là ôm núi ấy. Người ta gọi là cái thế nhà ôm núi thì cực kỳ là đẹp rồi. Không còn gì phải bàn nữa. Trước ngắm sông sau thì là núi thì thôi không phải nói các bạn ơi. Ở phía sông chảy sông Thái Bình nó nằm ở phía trên. Đấy, các cụ trước vẫn có câu. Bạn nào biết phong thủy thì có thể ngó cái công trình này cho gia đình nha. Nhưng mà chết thì nó nói nhỏ các bạn nhé. Gia đình người ta ngắm rồi đấy. Đấy, mình chỉ là những người theo sau và cái cục thôi. Đây các bạn nhé, đây là một cái công trình nhà sàn gồm có tổng cộng nó là gồm có 60 cây cột với tổng diện tích là hơn 200 m2 và tổng cộng thì gồm có là 7 gian. Đấy, nghĩa là nó trở thành là 5 gian 2 trái các bạn nhé. Tuyệt vời, một cái căn nhà sau này sẽ là một cái căn nhà chuyên đoạn cực kỳ là đẹp để cho mọi người. Hôm nay mới chỉ là cái hôm đào móng thôi, vừa rồi Chiến cũng quay lại cho mọi người xem rồi. Thì Chiến sẽ không làm review quá sâu về nữa đâu. Đấy, khu vực trời bây giờ nhá nhem rồi. Anh em Chiến đã bắt đầu cũng xin phép là tắm rửa và đi vào. Tối nay là sẽ là có, tối nay sẽ là đêm đầu tiên anh em bọn tôi ngủ ở tại cái lán này. Và tí nữa tối Chiến sẽ quay lại cho mọi người xem cái lán này nó sẽ là như thế nào. Khi mà tối lửa tắt đèn, ánh nắng mặt trời đã tắt, hoàng hôn buông xuống thì nó sẽ ra làm sao. Một chiếc đèn năng lượng mặt trời. Đấy, phía sau là những dãy đồi núi, chim cò khá là đông. Phía ở chim cò nhiều lắm kìa. Đây, cho mào kìa các bạn này.
Ở đây chim cò nhiều lắm các bạn ạ. Đấy, phía sau. Thôi xin phép là dừng video tại đây. Chúc mọi người xem video vẻ, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video để anh em Chiến có nhiều động lực ra những video mới và hay tiếp theo. Cảm ơn mọi người nhá. Wow. Wow, trời thì đã bắt đầu nhá anh em tối các bạn ạ. Hôm nay anh em tôi vẫn chưa sắp xếp được cái điện đóm, nhưng mà may thay là có một cái điện năng lượng mặt trời, cứ có cái hiệu ứng là nó sẽ tích điện vào ban ngày và đến đêm cái hệ thống cảm biến của nó sẽ tự động phát sáng nhé. Cái này mình cũng chẳng PI cho một cái sản phẩm nào đâu, nhưng mà có cái này thực sự rất là tiện luôn đấy các bạn ạ. Đây, không có một hệ thống, nhưng mà ngoài ra thì nhược điểm của em nó chả có gì để nhược điểm cả. Đấy, nó là hệ thống năng lượng mặt trời. Đây, và đèn của đầu chỗ ngủ anh em tôi nó cơ bản rồi, quạt điện đầy đủ, có điện về rồi, nhưng mà ánh sáng thì dùng tạm, hôm nay dùng tạm cái đó thôi. Đấy các bạn này, bây giờ anh em tôi sẽ bắt đầu là qua để ăn cơm cho chỗ gia đình người ta nấu cơm. Anh em tôi qua đây. Ai giời ơi, Tuấn Sắc Cơ. Các bạn ơi, hôm nay là ngày thứ hai anh em tôi có mặt tại công trường này, nhưng mà ngày đêm qua là ngủ tại cái lán mới này các bạn ạ. Hôm nay trời thì khá là mưa, được, mọi thứ là anh em tôi sẽ nghỉ. À, các bạn vừa nghe tiếng ồn bên đây trường bắn các bạn ơi. Theo qua anh ngủ nào? Em thấy bình thường thôi. Cảm giác nào, ngủ ngon không? Như mình gọi là cảm giác thì mũi nó hơi đớp một tí, chả biết có ngon hay không. Tỉnh dậy thấy 6 giờ sáng. Các bạn ạ, anh chả ngủ được, tỉnh dậy 6 giờ sáng thôi. Đấy. Đấy, đây màn miếc thì có rất là đầy đủ các bạn nha, nhưng mà mỗi tội là anh ấy không ngủ được. Gần như mọi người không ngủ được các bạn ạ. Tỉnh dậy chỉ khoảng 6 7 giờ 8 giờ sáng gì đấy thôi. Đây. Trời thì bắt đầu mưa rồi các bạn ơi. À, công việc thì khả năng anh em tôi sẽ không làm được trong việc đó nữa. Sẽ dừng lại đây các bạn nhá. Ok.